Mình chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại cây có tên gọi là cây gió bầu. Gió bầu là một loại thân gỗ sống lâu năm, thường sống ở cánh rừng nhiệt đới. Và ở Việt Nam, gió bầu cũng có khả năng hình thành một loại sản phẩm đặc biệt gọi là trầm hương. Trầm hương tự nhiên được tạo nên bởi quá trình cây bị bệnh hoặc tác động bên ngoài do con người. Ngoài ra, thân gió bầu sẵn chứa một nguồn tinh dầu với hương thơm đặc biệt, quyến rũ các loại côn trùng, vi sinh, vi nấm. Chúng thích cộng sinh và phát triển trong thân cây, do đó thuận tiện cho việc tăng tiết một số chất cần thiết để tích tụ hương trầm. Ngày nay, khoa học phát triển đã mang đến một loại trầm mới cho sản lượng tốt, đó là trầm cái nhân tạo, để đáp ứng nhu cầu sử dụng trầm hương ngày càng cao. Xuất phát điểm là cây gió bầu, nhưng với tác động của con người và khoa học, cụ thể đó là bầu đủ tuổi sẽ được khoan lỗ tạo trầm trên thân, sau đó dùng men vi sinh được cấy vào giúp kích thích sự hình thành vết thương nhanh hơn. Qua vết thương, các loài vi sinh vật sẽ dễ dàng xâm nhập nhanh chóng, từ đó đẩy nhanh quá trình hình thành và tụ trầm. Bây giờ mời các bạn đến tham quan vườn gió bầu của chị Liên ở xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước nhé. Thì xin nói với mọi người là cái cây này thì giá trị của nó về kinh tế rất là cao, tức là mình trồng từ 5 năm đến 7 năm là thu hoạch được rồi. Thì cây như nhà mình đây là trồng là 5-6 năm, thì vừa rồi mình có bán được một số cây, tức là trên dưới 1 triệu một cây. Còn cây mà hoành chừng 2 năm thì 600, mà hoành từ 70 trở lên thì bán là như vậy là 1 triệu một cây. Đấy. Đây là các bạn xem đây to nha. Như một cái cây to này thì chị bán được khoảng bao nhiêu tiền? Như cái cây này thì mình bán được 1 triệu một cây. À, cây to này là bán 1 triệu một cây đó các bạn. Còn mà sau khi mình cưa mình bán thì nó có mọc lên cây khác không chị? Có, sau khi mà người ta quét thuốc vào, người ta cắt đi thì cái gốc này nó lại đâm tược lên. Thì có thể một gốc nó lên 2 chồi hoặc 3 chồi. Tùy theo mình muốn để được 2 chồi thì nó đạt tỷ lệ cao hơn. Có nghĩa là sau khi thu hoạch đó, người ta cưa sát gốc không? Thì nó lại đâm tược lên một cây hoặc 2 cây khác nữa. Có nghĩa là một cái vườn trồng là mình sẽ thu hoạch dài dài. Cứ cây cổ thụ to lên mình cưa xong nó lại mọc lên những cây con, và nó khi nào đủ bao nhiêu tuổi thì mình phải bán nữa. Thì lại tiếp tục là cái chồi lên thì mình còn nhanh thu hơn là cái khi mình trồng nữa. Nó nhanh lớn hơn. Nhanh lớn có hơn. Thể là lúc đầu mình là 7-8 năm, nhưng mà về sau cái chồi thì 5-6 năm là mình đã thu hoạch rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên cái chỗ mà mình cưa gốc nó mọc và mấy cái cây con lên cho mọi người xem ha chị. Rồi, ha. Ok. Chị Liên ơi, mà sau khi mình cưa cái gốc đi chị, thì nó đâm chồi lên, và cái chồi đó mình để nuôi vài năm, mấy năm nữa thì chị mình mới bán được chị? Sau khi mà mình cây mà hoành tính mà 5-60 trở lên đó, là mình cắt bán rồi, thì là cái gốc này nó tự đâm chồi lên. À, cái gốc này nó lại tự đâm tược lên. Có thể là một gốc mình để 2 tược, 3 tược, hoặc là nếu mà để 1 tược thì nó nhanh lớn hơn, để 2 tược thì đều là đẹp. Có nghĩa là cái gốc này đã cưa một lần rồi hả chị? Đấy, đã thu hoạch một lần rồi. À, các cái gốc này đều là thu hoạch, cái hàng này là thu hoạch hết rồi. Còn mọi người cứ nhìn là có cái gốc cắt rồi đây nè. Đấy, là cái gốc cây trước kia là chị đã thu hoạch. Đấy, thu hoạch thì bán rồi là bắt đầu nó lại đâm tược lên. Như vậy là có gốc thì đâm 2 tược, có gốc thì đâm 3 tược. Tức là do mình để nó lên 3-4 năm tược, nhưng mà mình bẻ đi, mình để lên 2 tược thôi. Có một gốc 2 tược là đẹp. Thế là cái tược này thì nó lại nhanh lớn hơn là cái cây mình trồng nữa. À, vậy là cây trồng thì 7-8 năm mình bán, 6-7 năm, nhưng mà cái cây này thì 5-6 năm là đã bán được rồi. À, cây mà đâm tược lên sau thì lại nhanh bán hơn. Nhanh bán hơn. Và sau khi bán rồi mình lại đào tiếp cái gốc này. Cái gốc này mình bán cho người ta tạo cảnh, làm cây cảnh á, thì giá trị của cái gốc này nó còn giá trị gấp mấy lần của cái thân cây này nữa. Ồ vậy à, đào tuốt ở dưới đất luôn hả chị? À, đào hết cả rễ luôn. Đào cả rễ gốc để người ta làm, người ta ta bào, có nghĩa là nghệ thuật người ta làm cây cảnh đó. À, làm những cái bonsai này kia, trưng những cái đồ bằng gỗ á. Đấy, là rất là giá trị, bởi vì là cái là cây này nó là còn hay một cái là nếu như mình để nó ở trong nhà theo về phong thủy là nó rất là kỵ, rất
là hay, rất tốt. Đấy. Hương này mà nếu như cho nên các đại gia người ta cứ truy tìm đến người ta mua các cái gốc này để ta làm cảnh. Đấy. Là rồi còn cái thân cây này người ta chế biến, người ta làm nhang trầm hương này, làm nước hoa này. Đấy, xuất khẩu nhá. Làm nước hoa này, nhang này, cái bã của nó người ta làm nhang. Dạ. Còn cái cây á là người ta ép ra lấy cái tinh dầu đó người ta làm nước hoa. Cây nó quá trời thẳng luôn các bạn, thẳng băng luôn các bạn. Chị ơi, mình cưa lần thứ nhất rồi đâm tược lên lần thứ hai như vậy là bắt đầu mình đào gốc bán luôn hay vẫn còn đâm tược lần thứ ba? Tức là mình thích để nữa thì mình cứ tiếp tục mình để, càng lâu thì cái gốc này nó càng có giá trị. À vậy hả? Tức là mình có thể là mình cưa đợt này rồi đợt sau nữa thì mình lại nuôi được cái gốc ở dưới đất này. Đúng rồi. Nó to ra và rễ nó bọc nhiều kiểu. Đúng rồi. Đó, cái rễ của nó mọc kiểu này kiểu nọ rồi nghệ nhân họ mới đào lên. Họ về họ đánh bóng lên. Người ta tạo cảnh. Tạo thành hình con này con kia thí dụ vậy. Hèn chi em thấy nhiều đại gia trưng mấy cái cổ vật trong nhà, mấy cái gốc cây á. Các bạn thấy không, sau khi mà mình đã bán cho người ta cưa sát gốc như thế này thì sau một thời gian nó sẽ đâm chồi lên hai cái cây khác. Và sau khi hai cây này lớn được cái đường kính nó được 50 đến 60 cm thì người ta lại bán. Và khi mà mình bán được hai ba đợt, hai ba lần cây rồi thì cái gốc này nè các bạn, người ta sẽ đào sâu xuống. Người ta đào sâu xuống dưới đây, lấy rễ của nó luôn. Để người ta chế tác lại, những nghệ nhân họ chế tác lại những cái tùy theo cái bộ rễ, họ chế tác lại những cái hình thù rất là đẹp. Những cái con sư tử, những cái con này kia, hoặc là những cái vật dụng mang nhiều cái hình dáng rất là tự nhiên do cái bộ rễ của đem lại các bạn ha. Có những cái gốc cây nó cho ra hai sau khi cưa sát gốc mình bán nó ra hai nhánh. Và cũng có những cái gốc cây như cây này đó, các bạn thấy không, sau khi mà cưa sát gốc bán rồi thì nó lên ba cái chồi khác. Và ba cái chồi này bây giờ nó cũng đã được hơn một năm tuổi rồi các bạn, rất là cao. Đặc điểm thì ba cái chồi này khi nào mà cái đường kính mỗi chồi được 5 tấc hoặc 6 tấc là người ta sẽ cưa bán nữa. Và khi bán được 2-3 đợt như thế rồi á, nếu mình muốn để cho nó đâm chồi khác lên cũng được. Càng để lâu thì cái gốc này càng có giá trị. Về phần rễ người ta sẽ đào sâu xuống để lấy bộ rễ này lên. Và họ về họ sẽ chế tác. Những nghệ nhân họ rất là giỏi các bạn. Họ nhìn theo bộ rễ nó mang hình dáng của cái con gì hay là cái đồ vật gì thì họ sẽ dựa theo cái bộ rễ sẵn có để mà họ sáng tác ra những cái đồ dùng để trưng bày trong nhà rất là sang trọng, rất là đẹp. Có những cái bộ rễ họ sau khi chế tác bán hàng chục triệu, hàng trăm triệu luôn các bạn. Lần đầu tiên mình đến vườn cây. Các bạn thân mến, vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn về cây gió bầu, là một loại cây dùng để cấy trầm hương nhân tạo. Khi cây gió bầu này đã đạt độ tuổi từ 5 đến 7 tuổi, người ta sẽ khoan trên nó một cái lỗ và cấy vào trong đó một loại men vi sinh. Từ vết thương này, các loại nấm rồi các loại vi sinh sẽ sinh sôi nảy nở và biến thành một loại trầm hương. Tuy nhiên đây là một loại trầm hương nhân tạo, không phải cây gió bầu nào cũng cấy được trầm hương cả. Video chia sẻ của mình đến đây là hết. Chúc các bạn xem video vui vẻ và nhớ like và subscribe giúp mình nha. Cảm ơn mọi người.